Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Đài Phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Quyền quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyền Cường Dục thăm và chúc Tết các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn quyền. Quyền Châu Thành kiểm tra công tác tuyển quân năm 2017. Các địa phương trong tỉnh tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo. Tiếp theo chương trình, phóng viên Cảm Tú, Đài Truyền Thanh Cần Đước có phóng sự về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dịp Tết nguyên đáng đình dậu. Sau cùng là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Nhân dịp Tết nguyên đáng đình dậu năm 2017, đoàn cán bộ, quyện quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Chuột do ông Nguyễn Văn Nguyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm trưởng đoàn cùng các ban ngành đoàn thể huyện đến thăm và chúc Tết các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn huyện. Tại các điểm đến thăm, đoàn đã thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong năm 2016, hoàn thành đạt và vượt 18 trên 19 chỉ tiêu, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các tôn giáo nói chung đồng bào phật giáo nói riêng nhân dịp năm mới đoàn gửi lời chúc mừng đến các vị chư tôn đức tăng ni phật tử tín đồ theo đạo đón một năm mới an lành hạnh phúc mong muốn các chư chị chư tôn đức tăng ni phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước sống tốt đời đẹp đạo tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Trịnh Giang Sa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đến kiểm tra về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017 của huyện Châu Thành và xã Long Trì. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Tạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Đợt tuyển quân đầu năm 2017, huyện Châu Thành tuyển chọn và gọi 133 thanh niên trúng tuyển nên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, trong đó quyền giao cho 4 đầu mối nhận quân của tỉnh và quân khu 120 tân binh, ngành công an tuyển 13 chiến sĩ trẻ bổ sung vào lực lượng của ngành. Quyện giao quân về các đơn vị là tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, bộ chức quy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng Long An, đơn vị phòng hóa, sư đoàn 5 thuộc quân khu 7. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2017, toàn quyện và xã Long Trì đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình xét và tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi đúng luật nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, công tác tuyển quân thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Các xã thị trấn đã làm tốt công tác bình cử tra dân, gặp gỡ anh em thanh niên và gia đình. Đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao cố gắng của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và xã Long Trì thực hiện đúng các bước chuẩn bị của công tác gọi thanh niên nhập ngũ, yêu cầu về thủ tục, hồ sơ quân nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn quyền phân đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch công tác gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017 thực hiện cuộc vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Quỹ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quyền Bến Lức xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động hướng về người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đáng Đinh Dậu năm 2017 bằng nhiều hình thức như vận động trực tiếp hoặc thông qua người thân, bạn bè trong và ngoài huyện, kiều bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, việc chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng trên địa bàn, là nguồn động viên kịp thời để những người có hoàn cảnh khó khăn dương lên trong cuộc sống. Qua gần một tháng triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân đinh dậu năm 2017, đến nay các cấp hội chữ thập đỏ cùng các ban ngành đoàn thể trong huyện đã dân động được hàng ngàn xuất quà trị giá trên 2 tỷ đồng để tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Có thể thấy với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội, những nhà hảo tâm bằng những hoạt động thiết thực chăm lo tết cho người nghèo nạn nhân chất độc da cam tin rằng mọi người mọi nhà sẽ đón một cái tết cổ truyền đồng ấm an vui tại hội trường quỹ ban nhân dân xã Hương Điền B ông Quỳnh Thanh Hiền phó chủ tịch quỹ ban nhân dân huyện đến thăm và tặng quà tết cho 100 trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn ba xã biên giới Hương Điền Hương Điền B và Hương Hà Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Thanh Hiền đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các em, chúc các em cùng gia đình đón một cái Tết vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng mong muốn các em hãy cố gắng học tập thật giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi để giúp ích cho xã hội. Dịp này, ông cũng trao tặng mỗi em một phần quà gồm bánh kẹo và 200.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị đợt trao tặng quà lần này là 30 triệu đồng, trích từ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An. Đây là hoạt động thường xuyên của các cấp các ngành trên địa bàn huyện Tân Hưng mỗi khi Tết đến xuân về, giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã biên giới, có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Quyền Thư Thừa tổ chức họp mặt, chức sắc tôn giáo, trí thức, dân tộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, đời sống đồng bào các tôn giáo luôn được quan tâm, đồng hành, cùng với mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong năm 2016, các tôn giáo tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như trao tặng quà, học bổng, dẫn động hỗ trợ xây dựng cầu bê tông, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, vận động khám và điều trị bệnh miễn phí cho trên 1.500 người nghèo, tiếp tục duy trì việc nuôi dạy và học cho trên 200 học sinh tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Bồ Đề Phương Duy với tổng số tiền vật chất trên 4 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đinh Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, từng bước xây dựng quyền thủ thừa ngày càng văn minh giàu đẹp. Dịp này, Ủy ban nhân dân quyền thủ thừa trao tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích sống tốt đời đẹp đạo năm 2016. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân An vừa tổ chức họp mặt các vị chức sắc chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, giới nhận kết quả đạt được như tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định và có bước phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 11.222 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 đạt trên 629 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị và tài nguyên môi trường được thực hiện tốt, xã hội hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm và ngày càng phát triển. Hiện thành phố có 23 trên 40 trường đạt chuẩn quốc gia công tác chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo và giải quyết việc làm đào tạo nghề mang lại hiệu quả tích cực công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện sâu rộng tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ tết công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông được duy trì và mang lại hiệu quả được nhân dân đánh giá cao đại diện các tổ chức tôn giáo cũng đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thưa quý vị thính giả, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, huyện Cần Đức tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quyền nhà. Xuất phát từ trái tim và tấm lòng, Tết Nguyên Đán đinh Dậu, đảng bộ chính quyền và nhân dân quyền cần đước thông qua nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ, hy sinh xương máu vì độc lập tự do. Những ngày giáp tết nhiều hoạt động thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng thương binh gia đình chính sách người có công đã được quyện và các xã thị trấn thực hiện chiêu đấu ngoài việc vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ kinh phí thăm hỏi tặng quà chúc tết các xã thị trấn còn tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và xây dựng nhà tình nghĩa với kinh phí hàng trăm triệu đồng giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống phát triển kinh tế vui xuân đón tết ấm áp hạnh phúc bà nguyễn thị kim lành phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cần đước phát biểu đối với những hộ gia đình chính sách khó khăn, thì ngoài cái quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ban dân thị trấn cũng vận động xã hội hóa nguồn kinh phí để thăm chúc tết và động viên chia sẻ đối với những hộ gia đình chính sách khó khăn. Chính vì có sự quan tâm đó của các cấp chính quyền nên công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quyền phát huy tốt, quy động sự tích cực tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp và những người con quê hương cùng chung tay chăm lo cho gia đình chính sách để các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Song song với việc nhận phụng trưởng mẹ chị Nam Anh Hùng, tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình đối với đối tượng thuộc diện chính sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, quyện còn trợ cấp Tết trợ cấp thường xuyên với kinh phí trên 71 tỷ đồng. Năm 2016, quyền tổ chức chu đáo lễ công bố quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu chính trị nhà nước bà mẹ chị Nam Anh Hùng cho 91 mẹ Đến nay, toàn quyện có 631 mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý này. Điều đáng quý là mỗi năm và dịp Tết Nguyên đáng, quyện tổ chức họp mặt các đồng chí lão thành cách mạng. Về thăm lại chiến trường xưa, ôn lại những năm tháng chiến đấu ác liệt, gian khổ. Những chiến sĩ cộng sản kiên trung được sự đồng bọc che chở của những người dân dùng căn cứ cách mạng tại Cần Đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc và trao nhau những tấm thiệp chúc xuân, những món quà xuân ý nghĩa. Với sự quan tâm đó, các gia đình chính sách có công cách mạng cũng cảm thấy ấm lòng. Bà Phạm Thị Trang, ấp 2, xã Phước Dân và ông Trần Giang Tuấn, ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đức phát biểu. Nó đau bệnh thì có bảo hiểm chăm sóc tận tình đến nhà để thăm hỏi lo cho cô bác rất là chu đáo. Việc lo cho đất nước thì xã nào cũng lo hết, người nào cũng vậy. Nhưng mà có đặc biệt con cái là ân nghĩa, mấy anh nhắc lại là hồi đó ở trong hầm bí mật bà con nuôi dưỡng này á à, cực khổ biết bao nhiêu thành ra ưu đãi hơn chút thành ra mỗi năm đều cả trở về đây phát quà tết với hội thăm sức khỏe bà con thì tôi cũng thấy đó là một cái tình cảm rất là sâu sắc những hy sinh mất mát của anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh là to lớn không có gì bù đắp được nhưng với những việc làm xuất phát từ nghĩa tình, sự trân trọng biết ơn của đảng bộ chính quyền và nhân dân quyền gần nước đã giúp mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng giảm đi một phần nỗi đau, cảm thấy ấm áp hơn trước sự quan tâm của địa phương. Một mùa xuân mới lại về làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chính là phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới để người dân cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng quê hương ngày thêm đẹp hơn, xứng tầm là quyền kinh tế trọng điểm của tỉnh. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Diện Nghiên cứu Malik, giáo sư Redmond Malik. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị giáo sư Redmond Malik và Diện Nghiên cứu Malik tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam, quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nâng cao năng lực quản lý kỹ năng quản trị hiện đại cho cán bộ các bộ ngành và địa phương của Việt Nam, Giáo sư Redmond Malik đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các hoạt động hợp tác của diện tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy triển khai các chương trình dự án hợp tác với các bộ ngành và diện nghiên cứu của Việt Nam. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe máy được lưu thông vào làn đường dừng khẩn cấp trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Theo đó, kể từ 9 giờ ngày 21 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải sẽ chính thức cho xe lưu thông vào làn đường này nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông sẽ điều chỉnh phân làng và hệ thống biển báo. Cụ thể, làng sát giải phân cách tiêm đường dành cho các loại xe ô tô lưu thông tốc độ tối đa 70 km một giờ. Làng đường ở giữa dành cho các loại xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải dưới 3,5 tấn lưu thông tốc độ tối đa 70 km một giờ. Làng đường bên phải ngoài cùng dành cho xe máy lưu thông tốc độ tối đa 50 km một giờ. Cấm dừng đổ xe trên đoạn đường này người tham gia lưu thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng điều tiết giao thông. Theo Politico, tỷ lệ ủng hộ quá trình tiếp nhận chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ ở mức 40%. Đây cũng là mức thấp nhất trong 40 năm qua đối với một Tổng thống đắc cử chuẩn bị nhậm chức tại Mỹ. Thống kê trên dựa trên kết quả cuộc thăm dò do kênh truyền hình CNN thực hiện vào ngày 17 tháng 1, một cuộc thăm dò khác do Washington Post và ABC thực hiện cho biết, khoảng 44% số người được hỏi cho rằng ông Trump đủ các điều kiện để trở thành tổng thống Mỹ, trong khi tỷ lệ đưa ra ý kiến ngược lại là 52%. Tuy nhiên, theo ông Max Smith, giám đốc chương trình cải cách chính trị tại trung tâm nghiên cứu New America, kết quả này thực sự không đáng ngạc nhiên. Đây là sự phản ánh giai đoạn chuyển giao quyền lực kể từ ngày bầu cử khi ông Trump khởi đầu ở mức rất thấp và trên thực tế, tổng thống đất cử Mỹ cũng không làm gì nhiều để cải thiện tình hình. Theo John Hub, cựu thư ký John Hoson của tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ, Park Geun-hye thừa nhận đã tiết lộ thông tin mật cho bà Choi Sun sil nhân vật trung tâm trong vụ bê bối hiện nay tại Hàn Quốc. Song nhấn mạnh chuyện này hoàn toàn để trợ giúp tổng thống. Trả lời tại tòa án quận trung tâm Seoul, ông Jeon nói rằng tổng thống đã chỉ đạo ông nghe ý kiến của bà Choi và sử dụng những ý kiến đó khi cần thiết. Tuy nhiên ông Choi nêu rõ tổng thống Park không ra lệnh cụ thể việc gửi văn bản cho bà Choi. Ông John bị cáo buộc đã cung cấp nhiều tài liệu hay dự thảo phát biểu của Tổng thống Park cho bà Choi để bà này chỉnh sửa quý vị và thân mến quý vị đã theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh long an cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe mến chào tạm biệt